đồ đệ của ta lại là nữ đế tập 45 đến 48, trong lúc An Diệu Lăng cùng với những người khác đang ở trong bí cảnh, thì ở phía ngoài cổng bí cảnh có ba người đứng chăm chú quan sát. Ba người lần lượt là Hạo Thiên Đế Quốc Mộ Vân, Thần Lam Đế Quốc Lam Dương Vương, Kiếm Thần Cốc Kiếm Vô Trần. Bọn họ đang nhìn vào bí cảnh với ánh mắt đầy khó hiểu. Lúc này, Tần Thiên cũng cưỡi chảo bay đến, từ trên cao quan sát Tần Thiên cảm tháng, mọi người đều đã đến đủ rồi sao, ta có dự cảm, phần thưởng lần này của hệ thống không phải bình thường. Tần Thiên có chút đắc ý mở bản hệ thống ra quan sát, xem tình hình của Diệu Lăng hiện tại như thế nào rồi. Lúc này ở trong bí cảnh, không chỉ Diệu Lăng mà cả ba người của Hạo Thiên Quốc, Thần Lam Quốc và Kiếm Thần Cốc đều quỳ một cách vô thức trong một sảnh lớn. Trước mặt bọn họ có một pho tượng đang ngồi ở đó, trên đầu không ngừng phát ra ánh sáng vàng. Tần Thiên không biết bằng cách nào lại chui ra từ ngọn đồi nhỏ của Diệu Lăng, hắn phát hiện mọi người đều đã trúng tà, và bức tượng màu vàng trước mặt không ngừng hút lấy linh khí từ bốn người bọn họ. Tần Thiên không do dự lấy ra sinh tử kiếm, chém một kiếm vào bức tượng phá vỡ thuật pháp của nó sau khi kiếm khí va chạm với hào quan trên đầu bức tượng lập tức mở mắt hết to kẻ nào làm hỏng chuyện lớn của ta thấy thuật pháp bị phá tần thiên cũng nhanh chóng chui lại hai ngọn đồi nhỏ rồi biến mất mộ thanh thanh giật mình nói chết tiệt sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh thế mà đã rơi vào huyễn cảnh lâm phong cũng sợ hãi nói người đồng này đã hút hết huyết dịch của những thiên kiêu đã chết kia hắn muốn làm gì muốn hồi sinh sao kiêm bắc thần nhận định có lẽ người đồng này chính là thi thể của cổ dương đại đế đã chết kia nơi đây cũng không phải là bí cảnh là nơi cổ dương đại đế tạo ra để hồi sinh mình tượng đồng của cổ dương đại đế từ từ đứng dậy cùng lời nói giận dữ nếu các ngươi đã biết hết rồi thì chết hết ở đây đi mộ thanh thanh lớn tiếng đề nghị ở đây chỉ có bốn người chúng ta hãy liên thủ đi trong tình cảnh này bốn người bọn họ đã đồng ý liên thủ với nhau cổ dương đại đế toàn thân bạo phát linh khí hắn hét vang dội chỉ là mấy tên bán thánh nhỏ bé mà thôi còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng bây giờ ta đã khôi phục đến thánh cảnh nhị trọng rồi bây giờ các ngươi ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng để ta đạt đến đế cảnh đi thế là bốn người cùng nhau xông lên cùng cổ dương đại đế đấu một trận sống còn ai cũng sử dụng tuyệt kỹ của mình để chiến đấu cuối cùng cổ dương đại đế đã bị đánh bại ngôi thành ở giữa sa mặt cũng hoàn toàn đổ nát bốn người cùng nhau quay lại cổng ra vào ở núi lưỡng giới a diệu lăng cùng mộ thanh thanh đi ra trước ở phía sau chính là lam phong và kiếm bắc thần lam phong vội nói nhẫn chữ vật của cổ dương đại đế ở trong tay an diệu lăng còn kiếm bắc thần thì nói nhẫn chữ vật ở trong tay mộ thanh thanh làm hai nữ khá bất ngờ. Điều bất ngờ hơn nữa là phía ngoài kết giới lại được bao phủ bởi một thật pháp, đang ngự không ở phía trên. Mộ Vân nhìn về kiếm vô trần và Dương Lam nói, các ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa đế quốc của chúng ta với các ngươi sao? Dương Lam cười nói, ngươi nói đùa rồi, tại sao ta lại dám ra tay với ngươi và công chúa của hạo thiên quốc chứ? Kiếm vô trần cũng lên tiếng, chúng ta chỉ muốn cái nhẫn trong tay công chúa mà thôi. Bác thần huynh nói không sai, Mộ Vân, ngươi đừng có nói năng lung tung, hai đấu một ngươi không phải là đối thủ của bọn ta khi này dương lam cùng kiếm vô trần đắc ý chia chiến lợi phẩm đế binh thuộc về kiếm thần cốc còn an diệu lăng và băng ly kiếm sẽ thuộc về thần lam quốc nghe thấy lời này mộ vân vô cùng tức giận nói ta sẽ không để cho các ngươi được như ý như nàng chưa ra tay thì tần thiên đã xuất hiện ở giữa kiếm vô trần và dương lam nói hai ngươi sao thế muốn ỉ mạnh hiếp yếu ăn hiếp đồ nhi của ta sao hai vị có nguyện ý chơi với ta một ván nếu các ngươi thua thì mọi chuyện dừng ở đây được không sự xuất hiện đột ngột của tần thiên làm cho ba người còn lại vô cùng bất ngờ trong đầu đều có suy nghĩ mộ dung thì mặt đỏ lên cảm tháng ôi đẹp trai quá thuật pháp không gian cao siêu quá dương lam nghỉ hắn xuất hiện từ khi nào sao ta không hề phát hiện kiếm vô trần thầm nghỉ hắn là linh động cảnh không thể nào linh động cảnh không bay được ngươi là ai dương lâm cùng vô trần đồng loạt thoát ra khỏi tay tần thiên tần thiên có có chút bất ngờ nói ta chỉ đến để chơi trò chơi mà thôi dám dẫn với lão tử cho dù ngươi che giấu thực lực biến thành linh động cảnh thì cũng phải xé bỏ lớp ngụy trang của ngươi vừa nói hai người dương lâm và vô trần lao vào đánh nhau với tần thiên nhưng không chiêu thức nào chạm được vào người của tần thiên tần thiên cười lạnh thế sao vậy thì chiến thôi tần thiên triệu hồi sinh tử kiếm làm cho sắm chóp vang dội mộ vân thấy cảnh này thì sợ hãi đánh giá chỉ rút kiếm ra mà đã uy lực như thế này rồi người này là ai tần thiên nhìn về hai người vô trần và dương lam nói có bao nhiêu chiêu thức mau lấy hết ra đây không ngờ tên này không phải là người bình thường trong tay hắn cũng có đế binh trong lúc ở ngoài đang đánh nhau thì phía trong trận pháp bọn người an diệu lăng đang nhàn nhã đánh cờ kiêm bắc thần bất lực nói ba người các ngươi đang làm gì vậy lâm phong vừa đánh cờ vừa tự tin nói yên tâm phụ hoàng ta chắc chắn sẽ đánh bại được kẻ cả cản đường chuyện này ở bên đây không cần đánh thì cũng tự phá mộ thanh thanh hừ lạnh nói đùa sao cô của ta không ăn chay đâu ván này chắc chắn là cô ta thắng lâm phong liếc nhìn về an miêu lăng thầm nghỉ chủ yếu là người nữ nhân này rất khó chơi không thì hắn đã ra tay cướp nhẫn rồi bốn người đang chơi cờ thì có tiếng của tần thiên hỏi vọng vào diệu lăng con có ở đó không diệu lăng bình thản đáp sư tôn con đang ở đây nghe có sư tôn của diệu lăng ở bên ngoài mộ thanh thanh đắc ý nói lần này là hai đánh hai cha ngươi không có phần thắng đâu chết tiệt vậy mà không tính tới sư phụ của nữ nhân này cũng đến lần này khó ăn rồi tần thiên ở phía ngoài lại hỏi vào diệu lăng con ở trong đó có sao không diệu lăng vẫn hồn nhiên nói sư tôn con không sao bọn con đang đánh cờ trong này nhưng diệu lăng nói đến đây thì đã bị mộ thanh thanh chặn miệng mau cầm miệng, đừng nói ra. Trưởng bối ở bên ngoài đang đánh nhau, còn chúng ta ở trong này chơi, nói ra thì còn thể thống gì nữa. Tần Thiên nghe đệ tử không sao thì trên mặt rất hài lòng. Lúc này Dương Lam tức giận lao đến, đồ chết tiệt ngươi coi thường ai thế. Nhưng hắn chưa đến gần thì đã bị Mộ Vân ra tay ngăn lại. Hắn tức giận mắn, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Mộ Vân cười lạnh nói, ngươi sai rồi, ta đang bảo vệ cháu gái ta. Sau đó Mộ Vân nhìn về Thần Thiên nói, Dương Lam vương cứ giao cho ta đi. Tần Thiên cũng không hề từ chối thiện ý này của Mộ Vân. Dương Lam vận kình khí lao về phía Mộ Vân tức giận nói, "Kiếm vô Trần, tên nam nhân ngạo mạng kia xin giao lại cho huynh." Kiếm vô Trần vô cùng tự tin dùng thuật không gian nhốt Tần Thiên và mình vào một lĩnh vực không gian của riêng hắn. "Bây giờ chỉ có hai chúng ta mà thôi, nữ nhân kia cũng không thể giúp được ngươi nữa." Tần Thiên có chút bất ngờ nói, "Đây là lĩnh vực mà chỉ có đế cảnh mới tạo ra được sao?" Tần Thiên thầm nghĩ, "Thú vị thật, ngoài trọng lực của không gian nặng hơn ra, thì bản thân cũng cảm nhận được một áp bức vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể dùng linh lực để chống đỡ áp bức này." nhưng linh lực tiêu hao đi lại không thể hồi phục lại bởi vì dưới ảnh hưởng của lĩnh vực mình không thể hấp thụ linh lực từ thế giới bên ngoài nhưng lĩnh vực này lại vô dụng với tần thiên tần thiên sử dụng vạn cổ bất diệt thể lập tức lao về phía kiếm vô trần thấy cảnh này kiếm vô trần có chút bất ngờ nghỉ không hề sử dụng linh lực chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể để chống đỡ lĩnh vực của ta hắn là thể tu sao nhưng ta là kiếm tu có tính công kích mạnh nhất kiếm vô trần cũng tự tin lao về phía tần thiên sau đó tung chiêu ngàn kiếm như một tần thiên thì dùng chiêu kiếm tam quyết thanh liên độc tú hai thanh kiếm va chạm kiếm vô trần cản tháng sức lực rất mạnh không hổ là thể tu không ngờ kiếm kỹ của ngươi cũng không tệ nhưng thanh kiếm sắt trong tay kiếm tu sẽ không bị giới hạn bởi thanh kiếm hữu hình của ngươi kiếm vô trần bọc phát sức mạnh tung chưa chảm quan kiếm về phía tần thiên sau đó là một vụ nổ vang dội trong bụi mờ tần thiên lên tiếng kiếm tu sao có chút bản lĩnh đấy có qua có lại ngươi chém ta một kiếm bây giờ đến lượt ta thấy tần thiên không hề bị thương tổn kiếm vô trần giật mình không phải vừa rồi ta đã đánh trúng đầu hắn rồi sao khi này tần thiên chỉ vẫy nhẹ kiếm một cái tung ra chiêu kiếm tiên vô tung kiếm vô trần không hề nhìn thấy kiếm ý cũng không cảm nhận được gì đang lúc ngơ ngác thì thân thể kiếm vô trần bị xé toạt vô số vết thương xuất hiện bản thân hắn thì vùn vẩy trong đau đớn cái gì thế này chỉ phất nhẹ một cái sao kiếm chiêu mạnh như vậy đã chém dứt căn nguyên của ta cho dù đang ở trong lĩnh vực của mình cũng không thể hồi phục chuyện này không thể nào chẳng lẽ tên này là đại đế đỉnh phong lĩnh vực của vô trần bị phá hủy hắn không còn ý thức rơi xuống mặt đất thấy cảnh này mộ dung đắc ý nói dương lâm vương bây giờ ngươi muốn thế nào còn muốn đánh tiếp không khi này trận pháp phong ấn đám người diệu lăng cũng được dỡ bỏ sau đó bốn người của kiếm thần cốc và thần lam quốc vội vã diều nhau bỏ đi an diệu lăng vô cùng vui vẻ khi gặp lại tần thiên còn mộ thanh thanh thì cũng như bao cô gái khác đều bị vẻ đẹp của tần thiên hút hồn an diệu lăng cũng giao chiến lợi phẩm là nhẫn chữ vật của cổ dương đại đế cho tần thiên xin chào ta là mộ vân cô cô của mộ thanh thanh xin chào ta là tần thiên sư phụ của an diệu lăng mộ thanh thanh khuôn mặt đầy mê muội tiến đến nói tần thúc thúc nghe lời này tần thiên có chút khó chịu hỏi lại tần thúc thúc sao bộ ta giả đến vậy sao tần thiên thở dài nói tiểu nha đầu không thể tùy tiện gọi như vậy đâu ta vẫn còn là một đại soái ca đấy khi này mộ vân vội túm lấy mộ thanh thanh nói không biết lớn nhỏ mau xin lỗi tần tiền bối sau đó mộ vân lại bày ra bộ mặt mê trai nói tiếp đế quốc hạo thiên cách núi lưỡng giới không xa không biết tần đạo hữu có rãnh đến đế quốc hạo thiên làm khách không không cần đâu ta và diệu lăng đã rời khỏi kiếm tông quá lâu rồi phải trở về báo cáo sau đó tần thiên cùng an diệu lăng cưỡi chảo bay về kiếm tông trên đường tần thiên cũng không quên kiểm tra phần thưởng của hệ thống hắn rất vui sướng khi mình nhận được đồ ngon là đế bị đoạn tạo pháp cực và phần thưởng điểm danh sẽ nhân hai mới đó mà đã 3 tháng từ khi trở về bí cảnh hôm đó trở về tần thiên đã tuyên bố muốn phong tỏa linh lực và nhẫn chữ vật để luyện tâm ở hồng trần sáng hôm nay cũng như mọi ngày tần thiên đã dậy từ rất sớm bắt đầu rèn sắt miêu lăng tò mò hỏi sư phụ người rèn sắt ba tháng nay rồi rốt cuộc người muốn làm gì tần thiên vẫn chăm chú làm việc nói đương nhiên là để tu luyện tuyệt thế thần công tối nay ta sẽ cho con và tiểu như mở mang tầm mắt tiểu như khi này mơ màng thò đầu vào gọi tới giờ cơm rồi tần thiên lên tiếng trêu gẹo ba tháng ngươi ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn ngươi là hồ ly chứ không phải lợn buổi tối tần thiên gọi hai đệ tử mình đến phụ giúp mình rèn sắt hai nữ hết sờ đầu lại bắt mạch sợ rằng tần thiên bị bệnh hồ đồ tần thiên muốn hai nữ phụ giúp mình khống chế trận pháp và lửa bởi vì hắn đã phong ấn linh lực nên không thể làm việc đó sau khi hai nữ vào vị trí tần thiên liên tục đập vào miếng sắc ở trên bàn nhìn thấy cảnh này diệu lăng nói phương pháp rèn thật đáng sợ lực mỗi lần đập xuống đều phải mạnh hơn lần trước một nữa nhưng phải đúng một điểm trong tình huống không làm tổn thương phôi lại liên tục bài trừ tạp chất ra ngoài cách rèn này cho dù ở thời trước cũng chưa nhìn thấy qua bao giờ sau một hồi mệt mỏi đến sức lực cạn kiệt vào thời khắc tần thiên sắp bỏ cuộc thì trên bàn rèn đã xuất hiện một con dao thành hình hoàng chỉnh làm cho hai nữ vô cùng bất ngờ khi Tần Thiên lại rèn ra một đế binh. Tần Thiên cầm thanh đao trong tay đắc ý đặt tên, từ nay sẽ gọi nó là Long Văn Đế Đao. Lúc này ngoài cửa có tiếng động, Tiểu Như vội chạy ra xem, thì phát hiện có hai người nằm bất tỉnh ở đó. Sau đó hai người được đưa vào nhà, Diệu Lăng nói, hai người bọn họ không hề bị thương nặng, con chỉ đơn giản băng vết thương của họ lại mà thôi. Sau khi rèn đế binh Tần Thiên có chút mệt mỏi nói, làm tốt lắm, xem họ cũng không giống cường đạo, để họ nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Lúc này cô gái đang mê mang đột nhiên hét lớn, ra ra mau chạy đi khi này tần thiên tập trung quan sát phát hiện trên cơ thể người ông xuất hiện một tia hỏa khí nhìn kỹ tần thiên phát hiện trái tim của ông ta bị trói buộc bởi từ chú video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn